Chân mện đế tiên, tập 244. Quân! Trong con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, cơ thể vô số vết thương, một cánh tay bị chém đứt, nửa cái đầu bị đánh thảm bại, trông không còn ra hình dạng con người. Đây có lẽ là lần thất bại, thất thảm hại nhất của Thông Huyền chân nhân từ khi tu đạo tới nay. Thắng rồi! Cả hàng nhà Tông chợt như vỡ òa, chấn động đất trời. Hắn có thể đánh bại được lão tổ. Những người bị nhốt trong địa lao của hàng nhà Tông như thể trông thấy cảnh tượng bên ngoài. Nhìn cái cảnh tượng đẫm máu đó, bọn họ run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, vì bọn họ biết sự thất bại của Thông Huyền có nghĩa là bọn họ cũng sẽ không có thêm cơ hội chiến thắng. Hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Ta hối hận rồi, hối hận vì đã đối đầu với Diệp Đế Hào. Lúc này những người như Thanh Dương chân nhân, Triều Chí Kình, Khổng Tào, Tử Sam, Tả Khâu Minh, Giang Dương mới hiểu thế nào là hối hận thật sự. Trước kia, bọn họ cao cao tại thượng, và chính sự cao cao tại thượng đó đã trở thành mối nguy hại cho sau này. Không thể nào, không thể nào! Doãn Chí Bình bị giam cầm trên bia đá như con chó điên, điên cuồng gào thét. Đôi mắt hắn tà độc, khuôn mặt méo xịt cả đi. Sức mạnh của Diệp Đào khiến hắn không thể nào chấp nhận nổi. Sự thất bại của Thông Huyền càng khiến hắn khó chấp nhận hơn, vì ông ta chính là hy vọng cuối cùng của hắn, nhưng cũng bị tiêu diệt. Hắn biết cái chờ đợi hắn chính là nghìn đao vạn kiếm. Vun! Trong làn sóng ngỡ ngàng kinh ngạc, Diệp Đại Hào bay từ trên trời xuống. Có lẽ cơ thể anh quá nặng nên khiến mặt đất đứt lìa. Anh cũng bị thương, nhưng so với lúc chiến đấu với Doãn Chí Bình thì những thứ này chẳng hề hấn gì. Có cơ thể hoàng cổ thánh thể bá đạo, có sức hồi phục mạnh mẽ nên anh đương nhiên có thể ngó lơ những vết thương trên cơ thể mình. Thông Huyền, ông thua rồi. Diệp Đại Hào tĩnh lặng quan sát Thông Huyền, giọng nói hết sức lãnh đạm. Ta không sai, ta không sai. Dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, Thông Huyền chân nhân lồm cồm bò dậy. Ông ta lảo đảo, mãi tới lúc này ông ta vẫn không muốn thừa nhận mình sai. Ông không sai, ông đúng. Diệp Đại Hào thản nhiên đáp. Thế nhưng ông đúng hay sai thì có liên quan gì đến chúng ta chứ? Ai còn quan tâm đúng hay sai của ông làm gì? Trên đời này lấy đâu ra có đúng với sai? Hôm nay ông có tư cách gì mà nói chuyện này với chúng tôi? Một người từng cao cao tại thượng như ông có bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay hay chưa? À! Lời nói của Diệp Đại Hào khiến Thông Huyền chân nhân lại lần nữa gào thét. Ông ta đột nhiên khuỵu xuống. Vào thời khắc sinh tử, ông ta chợt bật cười một cách thê lương. Sao ông ta có thể không biết Doãn Chí Bình ác độc đến mức nào? Sao ông ta có thể không biết Diệp Đại Hào và Doãn Chí Bình ai thích hợp làm trưởng giáo hơn? Và sao ông ta có thể không biết sự sai trái của mình? Có điều dù ông ta biết mình sai nhưng lại không muốn thừa nhận. Vì ông ta là ai chứ? Là lão tổ của Hằng Nhạc Tông, là ông trời của Hằng Nhạc. Ông ta tự nhận mình sẽ không sai. Sự uy nghiêm của ông ta không thể nào để cho người khác xâm phạm. Hiện giờ ông ta tự làm tự chịu. Một người cao cao tại thượng như vậy, cho tới lúc chết có lẽ sẽ không có ai đau buồn vì ông ta. Mỗi lần tới ngày cô hồn có lẽ cũng sẽ không ai chấp thắp cho ông ta một nén nhang. Kết cục của ông ta chính là nấm mồ hiu quạnh, cỏ dại mọc đan xen. Ta còn đâu thể diện đi gặp những tiền bối đời trước của Hằng Nhạc. Khi đôi mắt dần mất đi ánh sáng, khóe miệng Thông Huyền chân nhân hiện lên nụ cười tự chế giễu. Lúc này gió lạnh rít qua, trong hư không còn vang vọng tiếng ai oán thê lương. Hay da, nhìn Thông Huyền chân nhân từ từ chậm nhắm mắt, nhóm người phía Dương Đình Thiên lần lượt thở dài, trong đôi mắt không giấu nổi vẻ đớn đau. Mặc dù bọn họ rất hận Thông Huyền, nhưng dù sao ông ta cũng là ân sư năm xưa truyền dạy cho bọn họ. Cho tới lúc này bọn họ vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên được đưa tới Hằng Nhạc. Lúc đó bọn họ vẫn còn ngây thơ thế nào. Không ai có thể ngờ được cảnh tượng sư đồ đứng ở hai phía đối lập như ngày hôm nay. Hay à, lại một tiếng thở dài. Dương Định Thiên di chuyển đỡ lấy cơ thể của Thông Huyền. Dù có hận đến mức nào nhưng cũng phải lo cho ông ấy một nơi hậu sự. Giết, 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 giết. Ngay sau đó, từng tiếng gầm vang vọng bên trong Hằng Nhạc Tông. Bóng người như làn sóng sát phạt ra ngoài, cứ thế tiến về phía Doãn Chí Bình. Không, 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 không. Doãn Chí Bình kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, cơ thể hắn run lên bần bật. Có làm, có chịu. Phía Tạ Vân cầm sát kiếm tiến tới. Lúc này không một ai thương xót Doãn Chí Bình. Nợ máu phải trả bằng máu. Không giết hắn
thì không thể hiến tế các vong linh đã chết một cách oan khuất được. À! Trong tiếng gào thét dữ dội, Doãn Chí Bình bị xử lý. Máu của hắn nhuốm đỏ từng cái tên mà người ta khắc trên thạch bài. Trận đại chiến thực khiến người ta phải kinh ngạc. Phía bên này, Diệp Đại Học cầm sát kiếm đi tới cửa địa lao của Hàng Nhật Tông. Vẻ mặt của anh điềm nhiên, không hề thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Diệp Đại Học! Khi nhìn thấy Diệp Đại Học sắp tiến vào địa lao, Sở Linh tiến lên phía trước, kéo anh như thể biết anh định làm gì. Những người khác như Dương Định Thiên, Thiên Tông Lão Tổ cũng nhìn theo Diệp Đại Học. Việc giết người để ta làm. Diệp Đại Học thản nhiên lên tiếng, nói rồi anh nhấc chân bước vào địa lao. Tha cho chúng ta đi mà. Thấy Diệp Đại Hào cầm sát kiếm đi tới, Thanh Dương chân nhân, Triều Chí Cần khẩn cầu. Mặc dù bọn họ biết cũng chỉ là vô ích, nhưng bọn họ vẫn mang theo một tia hy vọng cuối cùng. Diệp Đại Hào không nói gì, từ từ đi tới, bước chân chậm rãi, nghe tiếng cầu xin của phía Thanh Dương chân nhân. Anh như thể không nghe thấy, liên tục vùng sát kiếm. Lúc này anh máu lạnh hơn bất cứ ai khác. Phía sau anh là một loạt những dấu chân máu. Mỗi lần vung kiếm đều có cả loạt người ngã nhào vào vũng máu. Cho dù là chết thì trong đôi mắt của bọn họ cũng mang theo cái nhìn kinh hãi. Có làm thì phải có trả. Giọng nói có Diệp Đại Hào vang vọng khắp địa cung. Tay bọn họ đã nhuốm máu của người oan khuất thì đương nhiên phải nghĩ tới kết cục của ngày hôm nay. Trong địa cung vang vọng tiếng gào thét chói tai khiến người ta nghe mà run rẩy, như thể bên trong địa cung là một địa ngục vậy. Hay à, phía Dương Thi Thiên lại một lần nữa thở dài. Đây chính là sự thảm khốc của nhân thế. Không biết từ bao giờ tiếng gào thét mới ngừng lại. Dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, Diệp Đại Hào bước ra khỏi địa cung, trong tay cầm theo kiếm xích tiêu trị máu. Còn toàn thân anh từ đầu tới chân đều nhuốm đỏ máu, như thể anh ta là Tu La bước ra từ địa ngục vậy. Không biết từ bao giờ khi nhìn thấy trạng thái này của Diệp Đại Hào, tất cả mọi người đều có cảm giác sợ hãi vô hình. Một trận vũ lực đoạt quyền sau cái chết của Thông Huyền chân nhân, Doãn Chí Bình và Thanh Dương chân nhân và chấm dứt. Hằng Nhật Tông đã trở về tay, mọi thứ quay trở về quỹ đạo. Nhờ có Dương Định Thiên và nhóm Đạo Huyền chân nhân bắt tay vào khôi phục lại trình tự ban đầu mà mọi thứ lại đi vào nề nếp quy củ. Trong màn đêm yên tĩnh, những vì sao như những hạt cát bụi. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Diệp Đại Hào đứng đó tĩnh lặng nhìn vào bầu trời sao phía bắc. Trong đôi mắt anh mang theo cái tình sâu đậm. Sư phụ, Hằng Nhật Tông đã về tay chúng ta rồi, người có thấy hay không? Không biết từ bao giờ có cơn gió lạnh thổi tới, Sở Linh xuất hiện bên cạnh anh, kéo tay anh. Cô kề má vào vai Diệp Đại Hào khẽ nói, đang nhớ tỷ tỷ sao? Đúng vậy. Diệp Đại Hào mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ mỏi mệt. Đã có những lúc anh chỉ muốn tới Bắc Sở đi tìm Sở Huyên, nhưng anh biết thân là thống soái ba quân, anh căn bản không có thời gian. Sát thủ thần triều, quỷ tộc, huyết tộc, vù chú tộc và những thế lực mạnh mẽ cổ xưa liên tục xuất thế. Bọn họ đang lẩn trốn đâu đó trong những ngóc ngách của đại sở. Anh cần tập trung lực lượng, cần tính toán kỹ lưỡng để ứng phó với những biến cố mà những thế lực này có thể mang đến. Ta hiểu. Sở Linh khẽ lên tiếng. Cô nhìn vào bầu trời sao phía bắc. Cô sao có thể khác Diệp Đại Hào được chứ? Từng trải qua sinh tử, cô cũng đã nhìn nhận mọi việc một cách thấu đáo hơn. Có lẽ cô có thể tới Bắc Sở tìm tỷ tỷ, nhưng cô biết trận quyết chiến ở Nam Sở bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra. Diệp Đại Hào cần cô, Viêm Hoàng cũng cần một tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên như cô. Cái gọi là chiến tranh quá tàn khốc, một mình Sở Linh với sức chiến đấu nhỏ nhoi đôi lúc sẽ rơi vào thất bại. Cho nên cho dù là Diệp Đại Hào hay Sở Linh thì đều phải cố gắng dốc sức thống nhất Nam Sở trong khoảng thời gian ngắn, cho tới khi nào có đủ tư cách đối kháng với những thế lực cổ xưa kia thì bọn họ mới có thể trút bỏ gánh nặng mà đi tới Bắc Sở. Không biết từ bao giờ Sở Linh cứ thế dựa vào vai Diệp Đại Hào ngủ thiếp đi. Diệp Đại Hào khẽ giơ tay, anh gọi ra luồng sức mạnh nhẹ nhàng đưa Sở Linh trở về Lầu Cát. Còn anh thì vẫn đứng đó nhìn về bầu trời phía bắc. Không lâu sau, Dương Đình Thiên đi tới, trong tay còn cầm hai vò rượu. Bái kiến trưởng môn sư bá. Diệp Đại Hào cung kính hành lễ. Gọi ta sư bá là được rồi, không cần thêm hai từ trưởng môn đâu. Dương Đình Thiên vừa cười vừa đưa một vò rượu cho Diệp Đại Hào. Ông ta nói, hội trưởng lão, thái thượng trưởng lão đã thống nhất, con chính là trưởng giáo đời thứ 9 của Hằng Nhật Tông. Trưởng môn sư bá, hay là người làm đi ạ? Diệp Đại Hào vội nói,
Đây đều là nguyện vọng của mọi người, con đừng từ chối. Dương Đại Thiên xua tay mỉm cười. Chúng ta đã già rồi, đại sở hiện tại cần người như các con. Chúng ta sẽ giúp sức hỗ trợ cho con. Nhưng mà cứ như thế đi. Dương Đại Thiên ngắt lời Diệp Đế Hào. Ông ta khẽ vỗ vào vai Diệp Đế Hào, nó cười nói. Chuẩn bị đi, ngày mai hội trưởng lão và thái thượng trưởng lão sẽ tổ chức lễ đăng cơ cho con. Vậy Diệp Đế Hào cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Đế Hào hít vào một hơi thật sâu, cảm giác đôi vai có thêm phần trĩu nặng. Đang nhớ Sử Huyên, Sở Huyên sư muội phải không? Phía bên này Dương Đình Thiên nhấp một ngụm rượu. Ông ta cũng như Diệp Đế Hào đưa mắt nhìn bầu trời phía bắc. Sư bá, có một số chuyện trước đây con không hiểu, nhưng giờ thì con hiểu rồi. Diệp Đế Hào nhìn vào bầu trời trời sao nói rất thản nhiên. Đời người, cho dù là tiên nhân hay là người phàm thì đều có lúc bất đắc dĩ, trên vai gánh trọng trách thì phải dùng cả tính mạng chịu trách nhiệm đối với nó. Giang Sơn không thể so được với mỹ nhân, nhưng trách nhiệm này thì còn lớn lao hơn cả thiên hạ. Con tin tưởng hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Sự tin tưởng này không chỉ ở thực lực mà còn ở cảnh giới mà người thường không thể hiểu nổi. Dương Đình Thiên mỉm cười ôn hòa. Cái mà vua giữ không phải là thiên hạ mà là muôn dân. Cái cần phải bảo vệ không phải là vinh hoa mà là trách nhiệm. Phải dùng cả tính mạng để bảo vệ. Diệp Đế Hào trầm ngâm, ánh mắt rời khỏi bầu trời sao. Anh không phải là một vị vua, nhưng trên vai lại gánh trọng trách. Trọng trách này khiến anh có lúc cảm thấy bất lực. Chính vì nó khiến anh không dám từ bỏ mọi thứ để đi tìm Sở Huyên của mình. Hai người không ai nói thêm cái gì, chỉ tĩnh lặng ngồi uống rượu. Không biết từ bao giờ, Diệp Đào tĩnh lặng uống rượu lại nheo mắt, vô thức ngẩng đầu. Trong đôi mắt anh lóe lên tia sáng. Là ai đang quan sát mảnh đất này? Sau giọng nói khe khẽ của Diệp Đế Hào, lục đạo tiêu linh nhãn cũng từ từ mở ra. Diệp Đế Hào nhìn vào bầu trời sao mênh mông, vì giây phút trước đó có vẻ như anh nhìn thấy được một đôi đồng nhãn mạnh mẽ đang quan sát đại sở. Anh thậm chí có thể cảm nhận được sự khát máu và bạo tàn trên đôi mắt đó. Còn nói gì thế? Dương Đình Thiên vẫn đang nhâm nhi, nghe giọng nói đó của Diệp Đế Hào thì bất giác quay đầu sang nhìn anh. Sư bá, người có phát hiện ra có gì bất thường hay không? Diệp Đế Hào vẫn nhìn vào bầu trời sao mênh mông vô tận. Không biết vì sao khi nhìn vào bầu trời sao, tâm cảnh của anh lại rung động. Đó là một sự khủng khiếp trước nay chưa từng có. Khác thường sao? Dương Đình Thiên nhướng mày. Ông ta cũng nhìn vào bầu trời sao, nhưng lại không phát hiện có cái gì bất thường. Sau đó mới khẽ lắc đầu. Có lẽ do còn cảm nhận nhầm. Diệp Đế Hào mỉm cười, nhưng anh vứt cười thế cười thế. Bên khóe mắt trái chợt có tia máu màu đen xuất hiện, men theo gò má kéo dài xuống bên dưới. Thấy vậy, Dương Đình Thiên mới cau mày. Ông ta lo lắng nhìn Diệp Đế Hào. Hào Nhi, con chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ. Diệp Đế Hào khẽ lau đi vết máu trên khóe miệng. Anh mỉm cười thản nhiên. Nếu con mệt rồi thì đi nghỉ ngơi đi. Dương Đình Thiên vỗ vai Diệp Đế Hào. Mọi việc đều nhờ ở con. Con phải có sức khỏe mới giải quyết được công việc. Con nghỉ ngơi đi. Nói rồi Dương Đình Thiên đứng dậy đi xuống núi, nhưng phần trán của ông ta cau lại, vì ông ta biết Diệp Đế Hào có chuyện giấu mình. Còn đó là chuyện gì thì ông ta lại không biết. Sau khi Dương Đình Thiên rời đi, Diệp Đế Hào mới che lại bên mắt trái, vì dòng máu bên mắt trái vẫn đang chảy ra. Thần sắc của anh có vẻ đau đớn. Anh cảm nhận từ đầu tới chân đều như có kim đâm. Thần hải rung lên khiến anh mộng mị, thậm chí có phần không phân biệt được đâu là hư ảo, đâu là hiện thực. Không biết từ bao giờ trong cơ thể anh vang lên âm thanh này. Cả cơ thể Diệp Đế Hào hôn mê dưới một tảng đá. Màn đêm lúc này càng trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Dưới bầu trời sao, một người mặc đồ đen đeo mặt nạ đứng trên một ngọn núi, giống như một tấm phong bài sừng sững không bao giờ đổ. Hắn rất dị thường, toàn thân như ẩn như hiện, như thực như ảo. Hắn ta cũng ngẩng mặt nhìn vào bầu trời sao. Mặc dù khuôn mặt bị che lấp bởi lớp mặt nạ, nhưng có thể nhìn ra được sự đớn đau, mê man và mỏi mệt trong đôi mắt hắn. Không biết từ bao giờ, hắn mới vô thức giơ tay lên che đi mắt phải của mình. Dưới ánh trăng, hắn có thể nhìn thấy dòng máu màu đen đang chảy qua kẽ ngón tay. Những gì nên nhìn thì hãy nhìn, những gì không nên nhìn thì đừng nhìn. Giữa đất trời mênh mông như có một âm thanh vang vọng, giọng nói già nua nhưng mang theo sự mỉa mai châm biếm. Lục đạo tiên luân nhãn nực cười. Ngày hôm sau,
Trời còn chưa sáng, các đệ tử và trưởng lão của Hàng Nhạc Tông đã thay áo bào mới. Nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy người đông nườm nượp như từng con suối. Tất cả đều đang đi về phía đại điện Hàng Nhạc Tông. Không chỉ đệ tử và trưởng lão nội môn, mà ngay cả đệ tử và trưởng lão ngoại môn cũng tới. Hôm nay là một ngày trọng đại, là lễ đăng cơ trưởng giáo đời thứ 9 của Hàng Nhạc. Lúc này các đệ tử và trưởng lão đã xếp thành hai hàng hai bên 999 bậc thang mây dưới đại điện Hằng Nhạc Tông. Dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Đế Hào mặc áo tràng trắng, chậm rãi bước lên thang mây, dáng người cao thẳng, thẳng tắp, bước đi vững vàng, vẻ mặt anh bình thản như giếng cổ không chút gợn sóng, mái tóc đen không có gió cũng tự tung bay, mang theo khí chất của một bậc hoàng đế. Nhìn Diệp Đế Hào, đệ tử và trưởng lão ở hai bên bậc thang mây đều lộ ra vẻ cảm khái. Một năm trước, Diệp Đế Hào chỉ trong mắt họ chỉ là một đệ tử thực tập cảnh giới ngưng khí của ngoại môn Hằng Nhạc. Một năm sau, Diệp Đế Hào trong mắt bọn họ đã là trưởng giáo của Hằng Nhạc, mà ánh mắt khinh miệt khi đó cũng đều trở thành kính sợ vào giờ phút này. Sự sức chiến đấu, tiếng tăm và vinh quang của anh khiến bọn họ đều phải ngước nhìn. Khoảng cách một trời một vực như vậy khiến ai cũng cảm thấy không chân thực. Mới một năm mà như cả một đời. Chỉ một năm, vương triều đã sụp đổ. Lần này đổi đời rồi, Tư Đồ Nam tặc lưỡi cảm thán. Hắn làm trưởng giáo thì chúng ta có thể yên tâm ra oai rồi. Hùng Nhị Sơ Căm nói một câu đầy ẩn ý. Quá trình này, người duy nhất mà hắn không được nhìn thẳng chính là ta. Tạ Vân hất đầu vuốt thẳng. Mọi người nghe vậy đều nhìn Tạ Vân như một kẻ ngốc. Hắn ta đang nói chuyện cuộc thi ở ngoại môn sao? Ngươi còn có mặt mũi mà nói? Nhìn người ta đi, lại nhìn đến ngươi, đều là đệ tử của Hằng Nhạc, sao ngươi lại thành ra thế này chứ? Tạ Vân không cho là như vậy, chỉnh lại quần áo, vẻ mặt vẫn rất tự hào. Nếu mang chuyện này đi khoe thì cực kỳ có mặt mũi. Người vẫn thu hút ánh nhìn như thế. Tề Nguyệt lặng lẽ nhìn Diệp Đế Hào, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ phức tạp, khóe miệng mang theo sự tự giễu. Khi đó cô ta kiêu ngạo, có lẽ chưa bao giờ nghĩ đệ tử mà mình coi thường sẽ có thành tựu cao gất trời như ngày hôm nay. Wow, đẹp trai quá. Dạ Vô Tuyết nhìn mà si mê, ánh mắt lấp lóe. Không chỉ cô ta, mà rất nhiều nữ đệ tử của Hằng Nhạc đều có vẻ mặt này. Anh hùng cứu mỹ nhân cũng yêu anh hùng. Huống hồ là anh hùng cái thế Diệp Đế Hào. Bên dưới, trước bậc đại điện cuối cùng của thang mây, nhìn Diệp Đế Hào từng bước đi lên, không ít trưởng lão cũng cảm khái. Nhìn tới hắn, ta lại nhớ đến người năm đó. Mọi người đều nhìn về phía Dương Định Thiên. Già rồi, già rồi. Dương Định Thiên xua tay mỉm cười, nhưng nhìn Diệp Đế Hào làm sao ông ta không nghĩ tới mình năm đó. Năm đó, ông cũng khí thế hừng hực, hăng hái như Diệp Đế Hào, cũng thu hút ánh nhìn như Diệp Đế Hào. Mấy chục năm, chỉ tựa như một thoáng, tựa như một giấc mây. Đúng thế, già hết rồi. Mọi người đều bật cười, vuốt râu cười rất thoải mái. Đây là thời đại của bọn trẻ. Diệp Đế Hào của ta. Sở Linh nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt mê ly, say sưa. Tỷ tỷ, tỷ có nhìn thấy hay không? Cười một lúc, Sở Linh nhìn về hư không phương Bắc. Ở tuổi này mà đã có tư thái của một bậc hoàng đế, đại sở thống nhất chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thiên Tông Lão Tổ nhẹ nhàng vuốt râu, mỉm cười rất hài lòng. Chúng ta sẽ từng bước chứng kiến một vị hoàng đế quật khởi. Trung Giang cũng cười thật tươi. Tâm Tâm, cô đừng chỉ nhìn hắn, nhìn ta một lần đi mà. Bên này, Long Nhất nở nụ cười ngốc nghếch nhìn Mộ Dung Diệu Tâm. Điều đáng nói là cái đầu trọc hếu của hắn ta bóng loáng một cách lạ thường. Cút! Mộ Dung Diệu Tâm đen mặt lườm tên này, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt lã hậu trong Long Nhất. Đã rất nhiều lần cô muốn xông lên bóp chết tên vô sĩ này ngay tại chỗ. Mỹ nữ, ta thích cô làm thê tử của ta đi. Long Ngũ sờ sờ cái đầu trọc của mình, nhìn một nữ tử mặc áo trắng rồi nói vô cùng thẳng thắn. Cái đầu trọc của hắn ta còn sáng bóng hơn cả đầu của Long Nhất, nhìn như cái bóng đèn. Lại nhìn sang nữ tử áo trắng, đây chẳng phải là Đông Phương Ngọc Linh, phong chủ của Ngọc Linh Phong hay sao? Người bị điên à? Đông Phương Ngọc Linh lườm Long Ngũ, cháy mắt. Từ lúc tên đầu trọc Long Ngũ này từ đâu xuất hiện, cô ta đã nghe lời này của hắn ta không dưới 800 lần. Ta không điên, phía dưới của ta rất to đó, ta cút. Hằng Thiên Sư Đệ, dành chút thời gian đánh hai tên này một trận đi. Hằng Nhạc Chân Nhân ở bên này vuốt râu, liếc nhìn hai tên không biết xấu hổ, Long Nhất và Long Ngũ. Anh hùng quả nhiên có suy nghĩ giống nhau.
Phía Hằng Nhật Phần Thiên Thượng Nhân cũng vút râu nói một câu rất nghiêm túc. Không biết vì sao nhìn cái đầu trọc của hai tên này, tay họ lại ngứa ngáy một cách khó hiểu. Nếu hôm nay không phải là lễ đăng cơ thì có lẽ họ đã xách hai tên này ra ngoài đánh cho một trận thỏa thích rồi. Khi mấy người còn đang nói nhảm thì Diệp Đại Hào đã từng bước đi lên. Thế vậy mọi người đều hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đây là thời khắc trang trọng, uy nghiêm. Xin chào các vị sư tổ, sư bá, sư thúc. Diệp Đại Hào quỳ một gối trên đất. Đệ tử Hằng Nhạc Diệp Đại Hào, ta lấy thân phận trưởng giáo đời thứ 8 của Hằng Nhạc truyền lại kiếm lệnh trưởng giáo cho con. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ là trưởng giáo đời thứ 9 của Hằng Nhạc. Hy vọng con tuân thủ đường đạo, không quên tâm bản ban đầu, dẫn dắt Hằng Nhạc phát triển tiến về phía trước, hoàn thành tâm nguyện thống nhất đại sở của các thế hệ tiền bối Hằng Nhạc. Giọng nói uy nghiêm, mạnh mẽ của Dương Lượng Thiên vang lên giữa đất trời. Một luồng sáng từ trên trời chiếu xuống, hóa thành lệnh bài được thần mang bao quanh, lơ lửng trước mặt Diệp Đại Hào. Đệ tử nhận lệnh. Diệp Đại Hào hít sâu một hơi, hai tay cầm lấy lệnh bài. Hay! Ngay sau đó, bên dưới truyền đến tiếng hô vang dội. Tiếp nữa, những âm thanh thế này tiếp nối nhau, tạo thành làn sóng như thủy triều, rung chuyển đất trời. Có thể thấy lúc này tâm trạng ai nấy cũng phấn khởi, khí huyết sục sôi. Nhìn thấy Diệp Đại Hào, bọn họ nhìn thấy tương lai tươi sáng. Thanh niên đã rất nhiều lần làm nên kỳ tích này sẽ đưa họ lên đến đỉnh vinh quang. Những gì mọi người muốn, những gì mọi người hy vọng. Nhìn từng cánh tay giơ lên, nhìn nghe từng tiếng hô hét của mọi người, phía Dương Đình Thiên, Hằng Nhạc chân nhân, Thiên Tông lão tổ đều hít vào một hơi thật sâu. Các trưởng lão dường như trẻ ra mấy tuổi. Cảnh tiếp theo cực kỳ náo nhiệt, Hằng Nhạc lại có trưởng giáo, có thể nói là khắp chốn vui mừng, khắp nơi đều có yến tiệc, hương rượu nồng nàn, bầu không khí sục sôi. Tuy nhiên, không phải ai cũng thật tâm thành ý như vẻ bề ngoài. Trong số những người ngồi đây cũng có rất nhiều người mang mưu đồ xấu xa, ánh mắt lóe lên tia u tối không chỉ một lần. Những người này chính là nội gián mà các thế lực lớn của Nam Sở gài vào Hằng Nhạc. Hai ngày qua, Hằng Nhạc gây ra động tĩnh lớn như vậy, tin tức khiến mọi người kinh hãi liên tiếp truyền ra, chấn động đại sở. Nhưng điều bọn họ lo lắng là không truyền được tin tức tình báo ra ngoài. Trước khi phía Diệp Đại Hào giành lại Hằng Nhạc đã sắp xếp cẩn thận, 9 tầng kết giới bao phủ Hằng Nhạc Tông chỉ để trưng thôi sao chứ? Đương nhiên không phải rồi. Kết giới đó, đừng nói là người thì cho dù muốn truyền âm ra ngoài cũng không thể. Đến tối, bữa tiệc vẫn diễn ra, nhưng phía Diệp Đại Hào đã tập trung trong đại điện của Hằng Nhạc Tông. Vào lúc này trong đại điện đang treo Cửu Châu Huyền Thiên Đồ đã được thu nhỏ lại rất nhiều lần, mà trước tấm bản đồ là mấy trăm người đang đứng. 9 đại lão tổ của Hằng Nhạc, rất nhiều thái thượng trưởng lão, phía Dương Định Thiên, phía Thiên Tông lão tổ. 9 thôi. Ngay khi cuộc họp vừa bắt đầu, Cổ Tâm Thông và Vô Nhai đạo nhân chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn hét lớn. Thực lực hiện giờ của chúng ta đủ để tiêu diệt bất cứ thế lực nào ở Nam Sở. Chưa đủ đâu. Diệp Đế Hào hít vào một hơi thật sâu. Vẫn câu nói đó, mục tiêu của chúng ta không chỉ là Chính Dương và Thanh Vân, mà là cả Nam Sở và Đại Sở. Nếu đại chiến thì đương nhiên chúng ta sẽ đáp lại. Nhưng chiến tranh chính diện với quy mô lớn sẽ tiêu hao lực lượng quân đội của chúng ta. Đây là một hạ sách. Ý ngươi là vẫn ra tay âm thầm sau lưng chứ gì? Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân đều bĩu môi. Đây là một ưu thế lớn của chúng ta. Diệp Đại Hào lên tiếng. Bây giờ bên ngoài vẫn chưa biết chúng ta đã giành lại Hằng Nhạc, lại càng không biết quân lực của Viêm Hoàng và Hằng Nhạc đã hợp nhất. Ưu thế này sẽ yểm trợ chúng ta trong rất nhiều chuyện. Bây giờ làm như thế nào? Ngươi cứ nói thẳng đi. Đầu tiên, gọi tất cả đệ tử và trưởng lão bên ngoài Hằng Nhạc về. Không ai được ra khỏi tông môn, cô lập toàn bộ nội gián mà những thế lực khác gài vào Hằng Nhạc. Không cần giết, sau này còn có thể lợi dụng. Thứ hai, phong bế toàn bộ 9 phân điện lớn của Hằng Nhạc. Thứ ba, nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, phần phát đan dược cho những đệ tử và trưởng lão bị Doãn Chí Bình hạ chú ấn. Cùng những người tu vi mãi không tiến bộ, họ cần nâng cao tu vi trong thời gian ngắn nhất có thể. Thứ ba, vẫn là chuyện xưa nay hay nói, hợp tung liên hoàn. Nói đến đây, Diệp Đại Hào bắt đầu chỉ vào Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Hôm nay, nhà họ Tề ở Nam Cương đã bị tiêu diệt, nhà Tư Đồ ở Tây Thục và nhà họ Hùng ở Nam Cương đã liên minh. Mục tiêu tiếp theo là tiêu diệt nhà họ Vương ở Bắc Xuyên.
bắt tay với nhà họ Thượng Quan ở Đông Nhạc. Ngoài ra còn rất nhiều gia tộc có thế lực không yếu, ví dụ như Đông Phương Thế Gia, Bắc Thần Thế Gia, Tây Môn Thế Gia, cố gắng lôi kéo hết khả năng, liên hợp hết với những thế lực có thể liên hợp. Ta quen với Đông Phương Thế Gia, phân điện thứ 9 giúp họ không chỉ một lần, ta tin sẽ không có vấn đề gì lớn. Tiêu Phong lên tiếng, Bắc Thần Thế Gia, để ta đi cho. Hằng Nhạc Chân Nhân nhẹ nhàng vuốt râu, ta có quan hệ rất thân thiết với gia tộc này, tình hình hiện tại của Nam Sở thay đổi nhanh chóng, ta tin họ sẽ biết nhìn nhận thời thế, vấn đề không lớn. Tây Môn Thế Gia, để ta giải thuyết. Hằng Thiên Thượng Nhân thở dài, tuy ta rất không muốn về lại nơi đáng buồn đó, nhưng đều đã là quá khứ, ít nhất nơi đó cũng là cội nguồn của ta. Tiếp theo, mọi người đều tự xung phong nhận việc. Hằng Nhạc thuộc ba tông của Nam Sở, trưởng lão của tông môn đều có quan hệ thân thiết với các thế gia lớn, có gia thế cường đại, nhỏ thì có gia tộc hạng ba, tất cả đều có qua lại với nhau.